Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình báo chí toàn cảnh số tất niên của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin bình luận về việc chấn chỉnh kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Cùng với đó, những góc nhìn đa chiều xung quanh câu chuyện thưởng Tết cũng như là phản ánh cố gắng của nhiều đơn vị và địa phương chăm lo Tết cho mọi người trong điều kiện kinh tế khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục những vấn đề liên quan đến chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thì nhiều bài viết bình luận tầm quan trọng của chỉ thị này là một dấu hiệu tiếp tục cho thấy quyết tâm của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Biện pháp kê khai tài sản được đánh giá là khâu trọng yếu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những thống kê lại cho thấy một thực tế khác, đó là cho đến nay chưa phát hiện được một trường hợp tham nhũng nào qua kê khai tài sản. Trong năm 2011, chỉ phát hiện được 2 trường hợp xác định kê khai không trung thực và năm 2012 là 3 trường hợp. Những con số này hoàn toàn không hợp lý khi chỉ tính riêng trong vụ án Dương Chí Dũng vừa qua, tòa án đã kết luận Dương Chí Dũng đã bỏ ra hơn chục tỷ đồng để mua nhà cho người tình. Rồi lại có những cô chiêu cậu ấm mới chỉ là con của quan chức thường thường bậc trung đã dễ dàng trở thành chủ nhân nhiều ngôi nhà tiền tỷ ở Hà Nội. Hoặc lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích được nhận lương hàng tháng mỗi một tỷ đồng, tiền tỷ đồng mỗi năm và kéo dài nhiều năm nhưng qua công tác kê khai minh bạch tài sản lại không phát hiện được. Báo Nhân dân đã dẫn số liệu là trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013, các cơ quan chức năng đã truy tố gần 2.200 vụ án về tham nhũng với gần 5.300 bị can, nhưng chưa có vụ án tham nhũng nào được phát hiện thông qua việc kê khai tài sản và thu nhập của cán bộ công chức và số tài sản thu hồi được từ các vụ án tham nhũng chỉ đạt khoảng 20%. Báo Hà Nội mới bình luận, nếu việc kê khai thực hiện chiếu lệ cho có cho xong, kết quả kê khai cho vào ngăn kéo, bỏ tủ, không ai quan tâm xem xét việc kê khai như thế nào, đã chuẩn xác, đã đúng, đã đủ chưa, rồi cũng không có người kiểm tra, giám sát, thanh tra, chịu trách nhiệm, thì biện pháp này không thể phát huy tác dụng trong công tác phòng chống tham nhũng. Lâu nay, việc kê khai tài sản cán bộ chỉ dựa vào việc kê khai của cán bộ đó, có nghĩa là khai gì thì biết đó, không có chế tài nào để kiểm tra giám sát sự trung thực của những kê khai đó hay không. Và chỉ thị của Bộ Chính trị lần này đã yêu cầu giám sát việc kê khai. Báo Nhân dân cho rằng cần thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ trong kiểm soát tài sản thu nhập, thậm chí tịch thu những tài sản không kê khai hoặc kê khai không trung thực, chú trọng tăng cường sự giám sát của cộng đồng, qua đó phát hiện những tài sản bất minh, hiện tượng giàu lên một cách nhanh chóng của cán bộ đảng viên để có biện pháp kiểm tra xử lý. Công tác kê khai tài sản thu nhập cần gắn kết với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Bên cạnh hệ thống chế tài bằng những quy định của pháp luật, thì khá nhiều ý kiến nhất trí cho rằng việc giám sát kê khai tài sản cần để cho nhân dân tham gia. Trên báo Tuổi Trẻ, bà Hoàng Thị Kháng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn bày tỏ rằng nếu chỉ giám sát thuần túy bằng cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước thì e là lại rơi vào tình trạng như cũ. Báo Tuổi Trẻ đã đăng kiến nghị của bà Kháng. Theo đó, những chức danh quan trọng sắp bổ nhiệm ở địa phương, bộ ngành cho đăng báo công khai tài sản của bản thân cán bộ và tài sản của con cái, vợ hoặc chồng. Cán bộ kê khai xong, dân sẽ phản hồi xem kê khai đó có đúng không. Nếu dân không phản ứng thì tạm thời chấp nhận và bổ nhiệm chức vụ. Như vậy, dân sẽ biết hiện nay cán bộ có tổng tài sản thế này. Sau một thời gian đảm nhiệm chức vụ công việc thì tài sản bớt đi hay tăng lên? Nếu tăng thì có tương ứng với nguồn thu nhập chính đáng không? Cũng đồng tình với quan điểm phải dựa vào dân để tăng cường sự giám sát tài sản của cán bộ đảng viên. Trả lời trên báo Đại Đoàn Kết, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc đã phân tích rằng, trong bối cảnh hiện nay dựa vào các cơ sở đảng thì chưa đủ vì ở một số nơi, một số lúc vẫn còn có biểu hiện nể nang né tránh ở các cấp ủy cơ sở. Do vậy, theo ý kiến của ông Nguyễn Túc, muốn giám sát và kê khai tài sản hiệu quả, ngoài việc luật hóa thì phải có dân. Không ai hiểu những cán bộ có tham nhũng hay không bằng dân trên địa bàn dân cư. Lương cán bộ thế nào, xây nhà ra sao, sống như thế nào thì dân đều biết hết. Chỗ nào cũng có dân ở địa bàn dân cư, thành ra nếu khơi dậy được trách nhiệm của dân thì chúng ta sẽ thành công lớn. Trong cuộc làm việc mới đây với Ban Nội chính Trung ương thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Theo báo Nhân dân thì Tổng Bí thư đã yêu cầu là phải chú ý cả phòng và chống tham nhũng ở cả trung ương và địa phương, tiếp tục xem xét xử lý quyết liệt các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp trọng điểm còn đang xử năm 2013, tiếp tục các vụ của năm 2014 mà đã đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo và theo dõi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình báo chí toàn cảnh của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn góc nhìn đa chiều xung quanh câu chuyện chuẩn bị Tết. Nhưng ngay bây giờ chúng ta hãy xem những phát ngôn ấn tượng trong tuần mà chúng tôi đã lựa chọn. Chúng tôi thấy mình không có trách nhiệm trực tiếp. Đó là câu trả lời của ông Phạm Minh, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm 6 Cục Đăng kiểm Việt Nam về vụ tàu Vina Express 01 cháy rụi khiến hơn 80 hành khách hoảng loạn phải nhảy xuống sông Sài Gòn. Điều đáng nói là con tàu gặp sự cố nghiêm trọng chỉ sau 3 ngày cơ quan đăng kiểm đóng dấu bảo đảm đủ điều kiện an toàn để khai thác vận tải hành khách. Tại một cuộc hội thảo với chủ đề Giáo dục với việc hình thành nhân cách đạo đức con người văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều chuyên gia khoa học, nhà giáo dục có chung một nhận xét, nói dối tràn lan đang trở thành vấn nạn của xã hội. Đưa ra dẫn chứng từ một khảo sát được thực hiện tại 30 trường học trong cả nước, bà Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Bộ Văn hóa Văn nghệ Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, trẻ em nói dối ít nhưng càng lớn càng nói dối nhiều hơn. Nói dối là bệnh xã hội, giáo sư Văn Như Cương cũng đưa ra nhận định tương tự như vậy, và nguy hiểm hơn ở một môi trường mà tính trung thực phải được coi trọng nhất như ở nhà trường, thì đôi khi việc nói dối lại không phải là chuyện hiếm. Đã thành thông lệ, đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công ông Táo, thì khoảng 2.000 kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội để tham dự chương trình Xuân Quê Hương. Chủ đề năm nay của chương trình này là Lạc Hồng Vinh Hiển. Giữa cái rộn ràng của năm mới cận kề, sự xúc động nghẹn ngào khi được về cố hương và cả những trăn trở suy tư của những người con xa xứ, nhiều người đã chia sẻ rằng trong thời đại thế giới phẳng này, không khó để ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới, người Việt vẫn được thưởng thức vẻ đẹp của đào, của quất, có đầy đủ bánh chưng và các món ăn dân tộc, và trẻ con thì vẫn được lì xì. Tết đến ở xứ người chỉ còn là Tết hoài niệm, nhưng Tết ở Việt Nam thì khác. Khác bởi bà con được trở về cố hương và hạnh phúc đó khó có thể diễn đạt thành lời. Đó là phản ánh của báo Lao Động. Lá rụng về cội từ lâu đã là truyền thống của người Việt Nam. Dù sống cách xa quê hương, nhưng trái tim của những người con đất Việt vẫn hướng về Tổ quốc. Hàng tít Không đâu bằng quê nhà của báo Quân đội Nhân dân đã đủ nói lên tất cả tình cảm của kiều bào ta dành cho quê hương đất nước. Chung vui với bà con Việt Kiều, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi kiều bào là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với bản hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua, thì lần đầu tiên chính sách này được ghi rõ trong hiến pháp, càng tạo cơ sở vững chắc để chúng ta tập hợp đồng bào ta ở trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, nguồn sức mạnh vô địch để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, mãi mãi trường tồn và không ngừng phát triển, theo báo Đại đoàn kết. Theo thông lệ, cứ đến dịp Tết Nguyên đán thì các tỉnh, dù giàu hay nghèo, đều cố gắng trích ra một khoản tiền lo Tết cho người nghèo. Mức hỗ trợ rất linh hoạt, từ 100.000 đồng mỗi hộ tới 700.000 đồng mỗi hộ. Thêm vào đó là hàng loạt hỗ trợ của các tổ chức vốn có truyền thống hỗ trợ hộ nghèo như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam. Vì thế, hầu như hộ nghèo nào trong cả nước cũng có túi quà và những khoản tiền dù nhỏ để ăn Tết. Không thể nói là đủ, nhưng cũng không thiếu, ít nhất là ở tấm lòng. Tuy nhiên, báo Nông thôn Ngày nay cho biết, thế nhưng Tết năm nay ghi nhận hai tỉnh thông báo ngân sách không lo nổi tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo là Kon Tum và Phú Yên. Tiền hỗ trợ Tết cho hộ nghèo trông chờ cả vào ngân sách địa phương theo kiểu cha mẹ giàu, con có, cha mẹ khó, con chịu. Và việc Kon Tum, Phú Yên nếu xét về mặt chính sách thì không sai, nhưng về mặt tình cảm thì chắc chắn không ít người nghèo của hai tỉnh này sẽ không khỏi chạnh lòng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết, việc lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang thực hiện theo hình thức xã hội hóa với sự ủng hộ lên đến hàng tỷ đồng của các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp. Cục Phó Cục Bảo trợ Xã hội Thái Phúc Thành cho rằng hiện Trung ương đã phân cấp để các địa phương lo Tết cho người nghèo. Do vậy, ngoài nguồn ngân sách của tỉnh thì các địa phương khó khăn cần kêu gọi các đoàn thể chính trị xã hội chăm lo Tết cho người nghèo. Không thể viện cớ khó khăn mà bỏ qua việc này được. Nhìn về mặt chính sách của nhà nước với việc hỗ trợ Tết, chỉ có các hộ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công mới có tiền hỗ trợ Tết theo quyết định của Chủ tịch nước. Như Tết Giáp Ngọ này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định hỗ trợ từ 200.000 đến 400.000 đồng cho mỗi người. Khoản tiền này trích từ ngân sách trung ương. Báo Nông thôn Ngày nay đã dẫn phát biểu ông Dương Minh Đỗ, Phó Cục trưởng Cục Người có công cho biết, ngân sách trung ương dành 350 tỷ đồng để thực hiện quyết định này. Ngoài quà của Chủ tịch nước thì hiện đã có 20 tỉnh thành trong trích ngân sách địa phương để lo Tết cho người có công.
đi làm cả năm, người lao động trông chờ nhất là khoản thưởng Tết, bởi nó không chỉ minh chứng cho kết quả làm việc vất vả cả năm trời của người lao động, mà nó còn là một món quà Tết đối với những người lao động xa quê mang về dành cho người thân của mình. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn nên nhiều doanh nghiệp không có tiền trả lương, từ đó phát sinh những kiểu thưởng Tết cho công nhân không giống ai. Cho biết có nơi thưởng cho người lao động từ măng khô đến tương ớt hoặc cả vật liệu xây dựng. Báo Đại đoàn kết bình luận, phong tục tập quán của người Việt là có thưởng Tết. Vì một năm làm việc vất vả, ai cũng muốn có sự động viên tinh thần và vật chất thông qua món tiền thưởng. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đang không có tiền để trả lương, cũng chẳng có văn bản nghị định nào quy định số tiền thưởng Tết, mà là do doanh nghiệp làm ăn thế nào, rồi từ đó tự cân đối. Vấn đề ở đây là ý thức của doanh nghiệp lo cho người lao động ra sao, còn dù sao trong những lúc khó khăn cũng cần đến sự sẻ chia từ hai phía. Cũng liên quan đến quyền lợi người lao động thì báo Lao động đã đặt câu hỏi thưởng Tết có bị thả nổi hay không, bởi vì mỗi nơi mỗi doanh nghiệp lại có mức thưởng khác nhau với những điều kiện khác nhau. Như vậy là thưởng Tết, một vấn đề có ý nghĩa thiết thực chăm lo lợi ích người lao động lại vừa có tính văn hóa truyền thống đã bị thả nổi. Các doanh nghiệp rất tùy tiện xử lý, không công khai các mức thưởng dựa trên những nguyên tắc nào. Cuối cùng phần thiệt luôn luôn là thuộc về người lao động. Nhà nước thiếu những quy định có tính pháp lý để buộc các doanh nghiệp có chế độ thưởng công bằng hợp lý và hợp pháp. Trong tình hình đó, tổ chức công đoàn cũng chưa chủ động đấu tranh buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền thưởng vào các thỏa ước lao động tập thể để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Chạp, mùa xuân đã đến bên thềm. Tết này trong bối cảnh tình hình nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, có nhiều lao động mất việc, nhiều hộ gia đình đã phải dè sẻn chi tiêu nên không về quê. Thế nhưng các phong trào thiện nguyện, đằm thắm tình người đã trở thành nét đẹp trong dịp Tết năm nay khi mà nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân đã ý thức tham gia chăm lo Tết cho những người kém may mắn. Những nghĩa cử ấy nhằm hướng tới để mọi người dân đều có được một cái Tết vui vẻ, yên bình, ấm áp và lành mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh có thể ghi nhận sự chung sức chung lòng đầy trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp, gắng mua tận gốc, giảm chi phí, tiết kiệm để giữ giá bán bình ổn. Ngành công an ra quân quyết liệt trấn áp tội phạm, ngành hải quan tăng cường kiểm tra phát hiện, thu giữ được nhiều hàng lậu, hàng giả. Ngành giao thông yêu cầu các đơn vị thi công tái lập mặt đường khẩn trương, dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường để đảm bảo giao thông thuận tiện. Nhiều vấn đề xã hội khác phát sinh trong dịp Tết cũng được thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chăm lo, như tặng quà Tết cho 130.000 hộ nghèo, tặng vé xe cho công nhân nghèo về quê, giúp tìm việc làm thêm ngày Tết cho sinh viên và công nhân nghèo. Mặc dù những ngày này cả vùng cao Tây Bắc vẫn chìm trong giá lạnh, vậy mà nhiều hộ dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng, Na Rì của tỉnh Bắc Cạn vẫn thấy ấm lòng vì họ đã nhận được những món quà Tết của Ủy ban Dân tộc. Những phần quà trên tuy giá trị không nhiều nhưng đã góp phần đem lại một cái Tết ấm áp cho các hộ đồng bào nghèo ở vùng cao, theo báo Nông thôn ngày nay. Tại Huế, dù trời đang mưa rét nhưng lần đầu tiên hàng trăm người hành nghề xích lô xe thổ ở Thừa Thiên Huế cùng đón những món quà xuân từ chương trình Cây Mùa Xuân. Những thông tin như thế từ báo Thanh Niên hẳn cũng đã làm độc giả ấm lòng, bởi có chứng kiến những người đạp xích lô và xe thồ đã phải cực nhọc vất vả như thế nào khi kiếm khách, và nhất là không phải lúc nào du khách cũng sử dụng phương tiện xe xích lô và xe thồ trong hành trình du lịch của mình, thì mới thấu hiểu và sẻ chia với những người đạp xích lô ở thành phố Huế. Tiếp theo đây, biên tập viên Thúy Trang sẽ cùng quý vị và các bạn điểm qua những nội dung đáng chú ý trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tin tức được quan tâm hàng đầu tại khu vực tuần qua là những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan. Tình hình đã trở nên nóng hơn sau khi chính phủ Thái Lan quyết định áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp để đối phó với lực lượng biểu tình đối lập. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn của báo chí quốc tế, khu vực và Thái Lan. Tờ Nhật báo Phố Won đăng hình ảnh người biểu tình vẫn tập trung trên đường phố, bất chấp tình trạng khẩn cấp, một dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu chính trị tại Thái Lan có thể còn tiếp diễn. Một vấn đề tiếp tục được quan tâm tuần qua là quan điểm của quân đội Thái Lan sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được áp dụng. Tờ Thời báo Manila của Philippines bình luận rằng với quyết định này, chính phủ đã đặt quân đội và tình thế phải có sự lựa chọn rõ ràng hơn, đó là ủng hộ cuộc bầu cử hay sẽ can thiệp trực tiếp vào tình hình. Quyết định của chính phủ về lệnh tình trạng khẩn cấp đã nhận được sự ủng hộ của Tư lệnh Hải quân Thái Lan Prachin Chantong. Đây được coi là một biện pháp cần thiết để thực thi luật pháp, khôi phục trật tự. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan sẽ chỉ tham gia hạn chế trong chiến dịch tình trạng khẩn cấp
Đó là nhận định được đưa ra sau khi có thông báo của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan. Theo đó, chỉ huy các đơn vị an ninh thực thi lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ là cảnh sát chứ không phải quân đội. Về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng lần này, do tính chất phức tạp của tình hình, các tờ báo có uy tín của Thái Lan đã đưa ra những nhận định khác nhau. Tờ Dân tộc của Thái Lan cho rằng hiện có rất ít cơ hội để các bên đàm phán. Bài báo phân tích rằng mặc dù giải pháp tốt nhất hiện nay là đàm phán, nhưng không thể xác định được bao giờ tiến trình này mới bắt đầu khi mà các cánh cửa gần như đã bị đóng kín. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Bangkok lại có bài bình luận theo hướng lạc quan hơn. Với tiêu đề "Thêm một chút đối thoại, sự đả kích sẽ giảm nhiều", bài báo đưa ra các dẫn chứng cho thấy, ngay cả các điểm nóng trên thế giới như Iran hay Syria thì các bên cũng vẫn có thể ngồi lại với nhau, không có sự thù địch nào lại kéo dài mãi. Vì thế, đối thoại tuy là điều khó khăn nhưng không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Cùng chung quan điểm này là một bài báo khác với tiêu đề "Tư duy thực tế của người Thái là lời giải tốt nhất cho cuộc xung đột chính trị". Bài báo tin vào một đặc tính dân tộc của người Thái, đó là truyền thống theo đạo Phật với tư tưởng trung dung thỏa hiệp. Như vậy, mặc dù tiếp cận từ một góc nhìn khác, nhưng bài báo cũng đi đến kết luận là người Thái ở cả hai phía đều không muốn làm quá lên. Với chiến dịch bảo đảm an ninh cho Bangkok theo lệnh tình trạng khẩn cấp, được đặt tên là Hòa bình cho Bangkok, có thể thấy một mong mỏi tại Thái Lan lúc này là các bên sẽ tránh được bạo lực và đi đến một giải pháp cho tình hình hiện nay. Một sự kiện quốc tế khác được thu hút sự chú ý của thế giới trong tuần qua là hội nghị quốc tế mới về Syria, hội nghị Geneva II tại Thụy Sĩ. Lần đầu tiên sau gần 3 năm nội chiến, các cường quốc hàng đầu thế giới cùng với chính phủ Syria và lực lượng đối lập đã ngồi lại được với nhau tại bàn đàm phán. Tuy nhiên, hội nghị đã diễn ra trong những bất đồng và chia rẽ sâu sắc. Không chỉ là bất đồng giữa chính phủ Syria và phe đối lập, mà cả giữa Nga và Mỹ, hai nước có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đàm phán giữa các phe phái tại Syria. Những nỗ lực quốc tế nhằm đem lại hòa bình cho Syria sau gần 3 năm nội chiến đang diễn ra với những kỳ vọng gần như bằng không về một bước đột phá. Đó là nhận định trên tờ Người Bảo vệ của Anh. Theo Người Bảo vệ, sự vắng mặt của Iran, nước có ảnh hưởng lớn tới chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đã phần nào làm lu mờ những hy vọng về một bước đột phá tại hội nghị lần này. Bên cạnh đó, sự bất đồng đã được dự báo trước về vai trò của Tổng thống al-Assad trong chính phủ chuyển tiếp của Syria đã phủ bóng đen lên hội nghị. Phe đối lập tuyên bố sẽ không đàm phán về việc ông al-Assad tại vị vì mục đích của hội nghị là thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Trong khi đó, chính phủ Syria khẳng định tương lai của Tổng thống al-Assad là giới hạn đỏ không thể xâm phạm. Tạp chí Âu Á thì phân tích, có hai nguyên nhân khiến hội nghị Geneva II sẽ không thể mang đến một phép màu để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Thứ nhất, khả năng đại diện của lực lượng đối lập Syria tại hội nghị bị hoài nghi do sự chia rẽ và bất đồng trong nội bộ của phe này. Thứ hai là triển vọng giải quyết cuộc nội chiến Syria vẫn còn u ám khi mà các bên tham gia chỉ chú trọng đến việc đạt được lợi ích cho mình. Rõ ràng hội nghị Geneva II vẫn còn quá nhiều hạn chế để có thể đạt được mục tiêu chính về một tiến trình chuyển tiếp ở Syria. Và thành công của hội nghị sẽ chỉ dừng lại ở chỗ, ít nhất thì các bên cũng đã ngồi lại được với nhau. Tuần qua là quãng thời gian bận rộn của các chuyên gia kinh tế thế giới khi mà đồng thời diễn ra các sự kiện quan trọng như cuộc gặp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và Quỹ tiền tệ quốc tế công bố dự báo cập nhật về triển vọng kinh tế toàn cầu. Câu chuyện về triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu là nội dung được các báo Mỹ đề cập trong suốt cả tuần qua. Kinh tế thế giới sẽ ra sao trong năm 2014? Phần điểm báo Mỹ của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại New York. Xin mời chị Trần Hà. Kính chào quý vị khán giả. Khi mà thế giới bước sang năm mới, năm 2014, thì cũng là lúc mà những dự báo kinh tế liên tiếp được đưa ra. Tuần qua thì mặc dù thời tiết Mỹ vô cùng lạnh giá, song báo chí Mỹ thì lại nóng lên câu chuyện về các con số. Con số dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Những con số đang nuôi hy vọng. 3,2%, 3,7% là con số của World Bank hay IMF nói về sức tăng trưởng của kinh tế thế giới năm nay. Và những con chữ cũng lại đang mang hy vọng về một năm mới sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Hy vọng, phục hồi, tăng trưởng có lẽ là những từ yêu thích của báo chí Mỹ. Từ nhật báo Phố Wall, Forbes hay nước Mỹ ngày nay đều thích những cụm từ này. Vâng, cho đến giờ thì hầu hết các tổ chức đều nâng mức dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay. Nhưng một câu hỏi đang được xoáy sâu trên các mặt báo Mỹ tuần qua, đó là câu hỏi liệu có bao nhiêu phần trăm người dân trên thế giới được hưởng lợi từ cái sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Tôi thích sự đa dạng của báo Mỹ,
bởi một vấn đề luôn được xoay ở nhiều góc độ, như câu chuyện về những con số tăng trưởng này. Nếu một nửa là hy vọng lạc quan thì ngay lập tức sẽ có những cái nhìn thận trọng. CNN Money là phía thận trọng đó. Tờ báo này khẳng định người lao động chẳng mấy ai được hưởng lợi từ những phần trăm tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Những con số quá xa vời với những bữa ăn hàng ngày của họ. Đặc biệt thận trọng hơn, tờ Economist cảnh báo, hãy lạc quan vừa phải, bởi từ khi kết thúc khủng hoảng tài chính đến nay thì năm nào hy vọng nhiều, năm đó sẽ thất vọng lớn. Báo này đưa ra các dấu hiệu rủi ro như là Mỹ sẽ sớm tăng lãi suất hay là các nền kinh tế châu Âu chưa phải đã thoát khỏi khủng hoảng, hoặc các thị trường mới nổi chưa chắc đã thành công trong việc cải tổ kinh tế. Có lẽ tuần qua thì câu chuyện về sức tăng trưởng của kinh tế toàn cầu được bàn luận sôi nổi, bởi lẽ là cả thế giới đã tập trung cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Có nhiều ý kiến lạc quan cho rằng là năm 2014 sẽ là một năm mà kinh tế toàn cầu sáng sủa và tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, báo chí Mỹ thì lại không quá lạc quan và rất là thận trọng khi cho rằng là khoảng cách giàu nghèo đó chính là cản trở lớn nhất đối với sự phục hồi của kinh tế thế giới trong năm nay và 10 năm tới. Nếu nhìn vào những con số vừa đưa ra tại Davos này thì đã đủ khiến cho bạn giật mình hay chưa? Tài sản của 85 người giàu nhất thế giới đúng bằng tài sản một nửa dân số toàn cầu cộng lại. Vâng, nếu bạn là người không thích các con số giống tôi thì hẳn bạn sẽ không bị giật mình ở giây đầu tiên khi đọc thông tin này. Nhưng các tờ báo Mỹ thì lại rất biết cách để khiến bạn phải giật mình. Bằng những hình ảnh như thế này. Những hình ảnh với những mảng màu đối lập tạo sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Những hình ảnh chắc không chỉ khiến người đọc phải giật mình. Nó bắt người ta phải suy nghĩ rằng cách nào để thu hẹp lại khoảng cách giàu nghèo. Tới đây chúng tôi xin kết thúc phần điểm báo quốc tế tuần này. Ở phần cuối của chương trình chúng tôi sẽ được trở lại với những hình ảnh trong nước. Những ngày cận Tết thì nỗi sợ nhất của nhiều người Hà Nội là ra đường. Sợ nhưng mà vẫn phải đi, dù có phải mất gấp đôi gấp ba thời gian so với ngày thường. Trên mọi đường phố của thủ đô, chỗ nào cũng đông nghịt người đi sắm Tết. Những hình ảnh Hà Nội những ngày cận Tết do các phóng viên của báo điện tử VN Express và Vietnamnet ghi lại sẽ kết thúc chương trình báo chí toàn cảnh tuần này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt. Nút giao thông Ô Chợ Dừa ken đặc bởi dòng người xe liên tiếp đổ về. Cả dòng người đứng im trên đường Nguyễn Xiển thuộc vành đai 3. Cảnh ùn tắc trên đường Nguyễn Trãi vào lúc không phải giờ cao điểm. Nhiều phương tiện không kiên nhẫn chờ đợi đã luồn lách rồi đâm ngược đâm xuôi. Còn đây là cảnh ô tô xếp hàng ngang được nêm chặt bởi những người đi xe máy. Phố Chùa Bộc thì ngày nào cũng tắc và Tết thì vẫn thế. Và đây là dòng xe bất tận trên phố Tây Sơn hướng đi Nguyễn Lương Bằng. Ở những ngày bình thường, Hà Nội có 49 điểm ngày nào cũng tắc. Và dịp Tết này đã phát sinh thêm 31 điểm ùn tắc mới. Nhưng Hà Nội không chỉ có mỗi tắc đường trong những ngày cận Tết. Ở những con đường khác, không khí xuân đang tràn ngập. Hình ảnh của chợ hoa trên đường Hoàng Quốc Việt. Những hình ảnh này đã cho thấy Hà Nội vẫn có những nét rất riêng mà không phải thành phố nào trên thế giới cũng có được. Dù ra đường trong những ngày này có thêm phần vất vả, nhưng Tết là phải thế.